tteokbokki mà làm được từ cơm nguội á? Không thể tin được món này lại có trên cái cuộc đời này luôn. Trước tiên là làm bánh gạo, cơm nguội các bác xay nhuyễn ra. Nếu mà dùng máy xay thì nhớ thêm xíu nước vào xay cùng, chứ không là cháy máy luôn á. Đoạn đầu nhá, tôi định là không cho nước vào, tí toàn cái máy xịn. Cơm nhuyễn rồi thì cho vào cái bát to, thêm một năng dần dần vào, trộn đều rồi mới nhồi cho đỡ dính tay. Cơ mà vẫn dính lắm. Đoạn này á, nhiều bác sẽ hỏi là nhà mà không có bột năng thì dùng bột khác có được không? Thì được nhá. Thay bằng bột nếp, bột gạo, bột mì đều được hết. Tuy nhiên thì mỗi loại bột sẽ ra bánh khác nhau một chút xíu. Nhồi đến khi mà bột không dính tay nữa là được. Cho một ít bột ra bàn làm áo. Bột áo thì các bác dùng bột gì cũng được. Chia bột thành các phần nhỏ cho nó dễ lăn. Lăn thành sợi dài. Độ to nhỏ thì tùy vào sở thích của các bác. Lúc đầu tôi cũng không hy vọng vào món này lắm đâu. Cơ mà giờ bắt đầu thấy tin vào bàn tay nấu ăn của mình rồi. Cắt khúc khoảng 2 cm là vừa đẹp. Trời lạnh này làm tô tteokbokki cay nồng nóng bỏng thì thôi rồi. Nhà nào mà còn cơm nguội các bác thử xem nhá. Tin tôi đi, không làm các bác thất vọng đâu á. Thoa ít bột lên 2 đầu bánh cho nó đỡ dính vào nhau rồi phủi bớt lớp bột bám ở ngoài đi. Xong bánh rồi thì bắt đầu luộc thôi. Đun nước sôi lên là bắt đầu thả bánh vào. Lúc nào mà nước sôi lại, bánh nổi lên khoảng 1 đến 2 phút. Bánh chín thì vớt ra thả bánh vào bát nước lạnh. Bánh gạo luộc lên rồi thì ngoài tteokbokki ra các bác có thể chiên lên làm nhiều món khác nhau. Chứ mà chiên ngay lúc chưa luộc nó nổ banh chành ra đấy. Việc ngâm bánh gạo vào nước giúp bánh dai hơn và không bị dính vào nhau. Bánh nguội rồi thì vớt ra bát. Xong bánh gạo rồi thì chuẩn bị nấu tteokbokki thôi. Ở đây tôi dùng trứng cút. Còn các bác mà không có thì dùng trứng gà hay là trứng khủng long cũng được. Luộc chín rồi thì thả vào bát nước lạnh cho nguội bớt. Rồi bóc vỏ đi, chứ ai mà ăn được cả vỏ đúng không? Xong phần trứng rồi tôi rang xíu mè. Lúc nữa rắc lên cho nó màu mè hoa lá hẹ. Chứ mà không có thì bỏ qua nhá, không bắt buộc đâu này. Nói chung thì món này cứ nhà có topping gì bỏ topping ấy vào, ăn cho nó vui mồm. Xem phim tôi thấy các oppa Hàn Sẻng ăn mà thèm nhỏ dãi ra. Topping chính thì tôi dùng xúc xích và thêm mấy viên thả lẩu. Ôi trời, lần đầu tiên mua viên thả lẩu luôn á. Bảo là không biết ăn có ra gì không. Thế mà ra gì thật các bác ạ. Hẳn nào nhiều bác thích thế cơ chứ lị. Hành tây thì các bác thái múi cau ra nhá. Đến phần linh hồn của món rồi đây này. Phần sốt tôi dùng tương cà, thêm 1 muỗng tương ớt Hàn Quốc. Các bác nếu mà không có thì dùng tương ớt mình cũng được. Thêm bột ớt, đường, muối theo khẩu vị. Rồi cho vào một bát nước, nêm nếm sao cho nó vừa ăn. Đun sôi lên, thả xúc xích và viên thả lẩu vào nước. Đun sôi lên cho chín. Tiếp theo là cho hành tây vào, cho bánh gạo vào này. Nhìn bánh gạo không khác gì mua ở ngoài luôn. Đun sôi lên rồi lại cho trứng vào thôi. Tất cả các đồ topping đều chín hết rồi. Thế nên là các bác không cần đun kỹ đâu nhá. Đun kỹ quá bánh nó nhão ra ấy. Rắc ít hành lên cho nó thơm. Bác nào mà không ăn được hành thì đừng nhìn đoạn này nhá. Rắc thêm ít mè nữa là xong rồi. Món này nhá, tưởng không ngon mà ngon không tưởng, xuất sắc luôn.